Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và rất vui vì lại được gặp mọi người trong một video tiếp theo. Và mình là Huy Kiên. Thì các bạn cũng có thể thấy thì hiện tại trên bàn của mình đang có một sản phẩm đến từ hãng DJI. Đây là chiếc Flycam Mini SE nhé. Cái Flycam này mình mua từ bên Tokyo Camera nhé. Giá hãng công bố dạo trước thì mình thấy là 9.990.000 cho bản combo và 7.490.000 cho bản basic. Nhưng mà cái bản này ấy, đây là mình mua bản combo và mình mua từ Tokyo Camera, mua qua anh Hoàng Hiệp với giá là 9.300.000. Thì hôm nay mình vừa nhận được sản phẩm xong thì bây giờ mình sẽ bóc hộp này cho mọi người xem bên trong có những cái gì nhá. Ngoài ra thì khi mà mua một sản phẩm như này thì mình được tặng thêm một chiếc thẻ nhớ 64GB. Chiếc thẻ nhớ này có tốc độ đọc là 170 Mbps/s và tốc độ ghi là 90 Mbps/s. Thật ra thì nếu mà mình được tặng một cái túi đựng Flycam thì mình sẽ vui hơn. Bây giờ mình sẽ bóc hộp nhé. Cảm giác mà được đập hộp một cái món đồ mới khá là thú vị. Cũng vài tháng rồi mình mới được đập hộp một cái sản phẩm mới. Thì chiếc Flycam này theo mình được biết thì hiện tại đang là chiếc Fly giá rẻ nhất. Với từ 7.500.000 là mọi người đã có thể sở hữu được chiếc Flycam này rồi, với bản basic, bản 1 pin á. Còn mình mua bản combo sẽ bao gồm những cái gì mình sẽ bóc ra cho mọi người xem nhé. Đây, khi bóc hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái hộp như này, hộp bằng chất liệu, bên ngoài là bọc vải này. Thẻ nhớ để sang bên hộp mình sẽ để dưới. Ngoài ra thì ở phía bên trên cái nắp hộp chúng ta sẽ có một cái logo của DJI Mini nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra này. Đây, bây giờ mình vừa bóc ra thì đầu tiên là mua Flycam về thì chắc chắn phải có Flycam rồi. Thì chiếc Flycam chúng ta khá là nhỏ, rất nhỏ. Nếu mà so sánh với một chiếc iPhone 11 thì như mọi người có thể thấy này, kích thước của nó nhỏ hơn nhiều. Lý do tại sao mình lại mua bản Mavic Mini SE này mà không mua bản Mini 2, tại vì mình muốn nó thực sự là nhỏ gọn. Cái bản Mini 2 thì chúng ta cũng có cái máy bay tương tự như này, nhưng mà với cái điều khiển ấy thì nó lại to. Với nhu cầu mà muốn nhỏ gọn mà mình thấy là cái Mini 2 ấy, thì cái tay cầm điều khiển của nó là khá là to. Nó to gấp đôi cái bản Mini SE này. Thì mình thấy là nó cũng không thực sự nhỏ gọn đâu, nên là mình quyết định mua cái bản này. Và cái nhu cầu mà mình sử dụng nó cũng chỉ cần ở mức của con Mini SE này là được rồi. Cái tay điều khiển này nó giống với cái tay điều khiển của con Mavic Air 1 ấy, Mavic Air đời đầu ấy. Thì nó cũng khá là nhỏ, nó tương đương với cái máy bay của chúng ta thôi. Thế nên là mình sẽ mang đi đâu, mình sẽ để trong ngăn ba lô chẳng hạn, nó khá là gọn. Chứ cái điều khiển của cái Mavic Mini ấy, Mini 2 ấy, thì nó to gấp đôi cái này, khá là to. Tuy cái sóng của con Mavic Mini 2 ấy, theo nhà sản xuất thì nó bay được khoảng 10 km, nhưng mà nhu cầu của mình không phải là nhu cầu bay xa. Mình chỉ là muốn có những cái hình ảnh bay từ trên cao nhìn xuống thôi, là chất lượng hình ảnh mình thấy là như thế là mình đủ dùng rồi. Tiếp theo thì ở bản combo thì chúng ta sẽ có một cái đốc sạc 3 pin. Đây, mình sẽ bóc ra cho mọi người xem. Đây, trong đốc sạc này đang có sẵn 2 pin và 1 pin nữa ở trên máy bay nhé. Tổng là chúng ta sẽ có 3 pin. Thì bản combo này thì chúng ta sẽ sạc trên đốc này luôn, tiện. Ngoài ra chúng ta còn một cái hộp bao gồm các cánh quạt này. Chúng ta có một bộ cánh quạt này, các loại dây cáp và một chiếc túi vít. Vẫn là dây cáp. Ở đây chúng ta có hai cái núm joystick thay thế. Đây nha mọi người, thấy không? Hiện tại nó vẫn còn đang còn cái miếng dán này. Đấy, bây giờ mình sẽ bóc ra. Khi mình bung ra hết cỡ thì mọi người có thể thấy này, nó cũng chỉ ngang khi mà mình xòe bàn tay ra thôi, rất là nhỏ. Con này bay mấy con Mavic Mini này thì cái trọng lượng của nó khá là nhẹ, trọng lượng của nó rơi vào khoảng 249 gram. Nhưng mà nhà sản xuất làm cái trọng lượng như này để ở bên nước ngoài ấy, khi mà người ta bay với con này thì người ta không phải đăng ký. Còn ở Việt Nam thì cái này không có tác dụng, chúng ta đều phải đăng ký hết.
Thì theo mình được biết ấy, thì con Mavic Mini SE này có thể sạc trực tiếp bằng sạc dự phòng hoặc là sạc trên ô tô. Thì mình thấy là cái tính năng này rất là hay, tại vì khi mà nhiều khi mà mình đi quay á, mình đi quay chương trình nào đó hoặc là mình đi du lịch, đi chơi, đi quay mà mình bay hết sạch pin rồi, mà lúc đấy mình đang đi chơi chẳng hạn, mà mình không thể nào mà vào nhà hoặc là vào đâu đó để cắm sạc, thì cái việc mà chúng ta có thể sạc qua sạc dự phòng thì đấy là một cái điều mà rất hay luôn. Và tiếp theo thì bây giờ mình sẽ bay thử cho mọi người xem để test quay buổi chiều tối và đến tối, thì xem cái chất lượng hình ảnh của con Mavic Mini SE này nó như nào nhé.